11 giờ trưa ngày 2 tháng 11, Công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy làm một người đàn ông tử vong. Theo đó, hơn 8 giờ sáng cùng ngày, xe tải biển số 50H08505 chạy trên đường Tôn Ngọc Vân hướng từ quốc lộ 1 đi Hà Huy Giáp. Khi đến giao lộ với đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12 thì va chạm với xe máy do ông Trần Văn Dữ, 64 tuổi, ngụ quận 12, điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Va chạm làm cho người đàn ông ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán chết tại chỗ, còn chiếc xe máy mắc kẹt dưới gầm trước xe tải. Nhận thông tin, Công an quận 12 có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân. Ảnh hưởng tai nạn làm giao thông qua khu vực này ùn tắc kéo dài. Được biết, nạn nhân đang trên đường đi xây nhà cho con thì gặp nạn.